Ok, hello anh em. Chào mừng tất cả anh em quay trở lại nhá. Ok anh em ạ, thì đây. Ấy, nếu mà anh em mà chơi biết thì tập trước là tôi đã tìm được cái điểm spawn bọn nhện rồi. Đó, nhện hang động luôn, nhện độc luôn đấy. Đó. Và tôi dự tính là trong tập này tôi sẽ xây máy farm nhện đây đúng không? Thì tôi đã chuẩn bị khá là nhiều đồ để cho tập này chúng ta xây máy farm nhện rồi đây anh em ạ. Đó. Ok anh em ạ, thì chúng ta cùng đi xây luôn thôi. Nhưng mà mỗi tội là bây giờ là tôi đang chưa biết là cái máy farm nhện của tôi là nó ở cái chỗ nào này. Cái điểm spawn nhện ở chỗ nào tôi quên mất cái hướng rồi anh em ạ. Đâu ta, tôi nhớ là nó ở gần biển. Nhớ là nó cũng ở gần gần sông anh em ạ. À, rồi đây anh em ơi. Đây, tôi tìm được rồi. Đây, mình đi hướng này anh em ạ. Đây này, cái làng của mình ở đây này. À, đấy, cái làng cái này. Đó, mình chạy qua hướng này. Ở đây nó có một cái khu rừng Bạch Dương luôn. Ok anh em ạ, xuống xây thôi. Em mèo, mực à? Mèo mới giết mực à? Ok anh em ạ, xuống xây thôi. Chắc là mấy em mèo cũng sẽ xuống hóng hớt mình đây anh em ạ. Cái gì đấy? Này cái gì đấy? À, cái này là... Ái chà, cho em. Ok anh em ạ, thì bây giờ mà mình muốn xây cái này ấy, thì đầu tiên là mình phải đào rộng qua hai bên đã. À, đào cái này. Đây này. Cái này là một ô này, cái này là hai ô này. À, ba ô này. Bốn ô, đó. Bên nào chúng ta cũng sẽ đào bốn ô như vậy anh em ạ. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok các bạn, bây giờ chúng ta sẽ đào rộng nó qua. Đó. Đào rộng nó qua này thôi. Rồi rồi các bạn ơi. Đó, tôi đã đào xong xung quanh rồi đấy. Và tôi cũng đã lấp lại mấy cái xung quanh luôn rồi. 1, 2, 3, 4 này. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4. Đó, 1, 2, 4 này anh em ạ. Đó, và bây giờ thì anh em sẽ phải tiếp tục đào này. Bây giờ thì anh em sẽ đào lên trên một tầng nữa này. Đó, đào thêm một tầng nữa bên trên này. Đó, và đào xuống bên dưới này hai tầng anh em ạ. Đó. Đấy, cứ vậy thôi. Mở rộng nó ra để cho mình farm cho thoáng anh em ạ. Ui anh em ơi. Anh em có nhìn thấy cái farm vừa rồi không? Tôi đang tung kính để cho các tôi xây mà có con creeper ở trong này anh em ơi. Mèo ơi. Mèo ơi, em vào đây này rồi em xử nó cho anh cái nó kia. Vào em xử đi. Đúng rồi mèo ơi, em lên đi mèo ơi. Trời ơi, cái con mất dạy này bây giờ làm sao mà tôi xử nó được bây giờ. Để chẳng may mà nó nổ hỏng cái cổng của tôi là chết anh em ạ. Chẳng may nó nổ hỏng cái này chết. Đúng rồi, thì em cứ ngồi yên đây cho anh. Thì em ngồi yên đây cho anh. Tránh xa ra con creeper. Để chào rồi ghê quá. Bây giờ chẳng may nó nổ hỏng cái cục spawn của tôi là chết anh em ạ. Mày. Từ từ anh em ạ. Tôi đợi nó quay lưng lại. Ôi trời, đừng có nổ. Ôi, ôi. Đừng có nổ. Tránh xa tao ra. Ôi, nó chạy ra ngoài rồi. Ôi, ôi. Thôi 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 thôi. Tấn vào. Ôi. Mày. Mày, vì sao mà nó lại có con nhện spawn đây này anh em ạ? Từ anh ạ, tôi cắm đuốc đã, tôi cắm đuốc đã. Tôi vừa mới nung kính, tôi vừa mới nung cát để tôi làm kính ấy nhỉ, tôi làm kính để sau này tôi xây nhà đấy. Nhưng mà tôi vừa ra ngoài tôi nung cái. Ui ôi. Về quá anh em ơi. Cảm ơn em nhá, mèo yêu của anh. Ôi ôi. Vui quá anh em ạ. Đó. Để tôi đào nốt hai cái tầng này được anh em ạ. Ok, anh em đợi tôi tí nhá. Ok anh em, thì tôi đã đào xong được cái tầng dưới rồi anh em ạ. Đây, đào được thêm hai block xuống bên dưới ở đây anh em ạ. Ok anh em ạ, bây giờ chúng ta đã cần đến xô nước rồi anh em ạ. Nhưng mà trước tiên thì trước tiên thì cái chỗ vừa nãy của tôi đâu ta? Cái chỗ vừa nãy mà tôi gặp con creeper ấy, ở đây này. Đây, tôi phải lên và tôi đặt tí đồ ra anh em ạ. Nó có con creeper không từ từ anh em ạ. Tôi đứng yên, tôi thấy có tiếng bước chân không đó. Có con nào ở đây không?
Không có anh ạ, từ từ anh ạ. Sắm nó lại đã, nguy hiểm quá. Rồi 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 rồi. Rồi anh ạ, rồi rồi rồi, an toàn rồi, an toàn rồi. Đầu tiên là tôi cần phải tạo một cái chỗ nước gọi là nước vô tận này á. Đây các bạn, để tạo cái chỗ đấy thì cũng đơn giản thôi. Anh em đặt hai block nước, đặt hai cái khối nước ấy, đặt vào hai cái đầu, một cái là đầu và một cái là cuối này. Đấy, sau em đặt vào đây đó thì sẽ luôn tạo nước ở giữa này cho anh em đó. Ok anh em ạ, thì tôi sẽ xây nó về cái hướng này đi. Đấy, tôi sẽ xây cái máy pha nó chảy về cái hướng này. Thì là cái cổng đi lên ở đây mà ta nhỉ. Thì nếu mà ở đây thì sẽ đi về phía này. À đây thì mình cho chảy phía này đi anh em ạ. Thì mình đặt hai xô, một xô ở đây này á, và một xô là chỗ bên trong, trong góc nữa. Đây, một xô ở đây nữa. Đấy. Rồi các bạn. À, sau khi mình thế này rồi thì bây giờ thì chúng ta sẽ đào hai block xuống bên dưới này các bạn. À, 1 này, 2. À. Đấy, 6 ô cái này, sau đó đào xuống cái này. À. Và xuống đào vào trong này 4 ô anh các bạn, 1 này, 2 này, 3 này, 4. À. Đuốc của tôi đâu rồi? Đây rồi. Cắm đuốc ra cho không quái spawn rồi đấy. À. 4 ô cái này các bạn. Ok. Ok các bạn ạ, thì sau khi mình đã có được 4 ô như vậy rồi. À có bạc này, chúng ta đào bạc tí luôn nhỉ. Sau khi mình có 4 ô như vậy rồi, bây giờ mình sẽ đặt, sẽ đặt cái cửa anh em ạ. Đây, cái cửa mình đã đặt thế này. À đâu rồi, tôi làm thử cái cửa không nào. Đặt cái cửa ra này. Mình làm đây. À, 6 cái cửa được. À không 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 nhầm rồi, cái này là hàng rào mà. Làm cái cửa thì làm cái này mà. Rồi, 1 2 4 5 6. Ôi, bị thiếu anh ạ, bị thiếu rồi. Thiếu rồi, để tôi làm thêm tí nữa. Rồi. Đặt vào đây này. Rồi. Chết rồi, bị thừa cái rồi. Thừa cái rồi. Ok các bạn đó, chúng ta sẽ có 6 cái đặt như này này. À. Ok. À. À. Phá cái cục cái đi anh em ạ. Rồi. Đấy, phá cái craft table đi. Xong rồi đây các bạn. À. Bây giờ thì chúng ta cần phải phá những cái khối ở bên dưới này đi. Ủa thân em mèo của tôi. À. Phán những khối bên dưới này đi anh em ạ. À. Ồ. Ok các em. Thì anh em có thể thấy là tôi đang có một cái tầm nhìn màu xanh rất là đẹp. Thế đẹp không anh em này? Đẹp không? Thì hiện tại là tôi đang đứng ở trên cái nước ấy anh em. À. Đấy, khá là hay các em ạ. Thì là mình đặt nước ở bên trên này nhá, là để cho khi bọn nhện chúng nó trèo lên trên đấy á, thì chúng nó cũng bị chết bởi vì chúng bị đuối nước anh em ạ. Đó. Đấy. Xong bây giờ chúng ta sẽ đào thêm một ô nữa xuống bên dưới này các bạn. Phải đào 3 ô sâu xuống bên dưới cơ, tôi quên mất. Đó, thêm một ô xuống bên dưới này. Sau đó thì mình mới để cổng. Quên mất rồi các em ạ. À. Hơi tối anh em nhỉ. Đây, đuốc đây, đuốc đây. Ôi, đừng có spawn nó nhện nhá. Rồi 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 anh em ạ. Có vẻ là chưa có spawn nó nhện đâu. Đó. Đấy, bây giờ chúng ta dùng cái cổng. Đó. Đặt, đặt. Đó. Sau đó mở hết cổng ra anh em ạ. Đó. Mở cổng ra cho các em nhện, các em vào. Đó. Xong rồi chúng ta sẽ đào thêm hai ổ bên dưới này nữa anh em ạ. Phá hai cái này đi. Rồi. Ok các em ạ. Đấy, khá là ổn đấy. Chúng ta sẽ phá thêm đây các bạn, chúng ta sẽ phá mấy cái khối này đi. Mèo. Mèo sẽ bị vào trong máy farm anh em ạ. Và tôi sẽ farm em mèo. Ơ? À bị kẹt, bị kẹt à? Bây giờ sao lên? Đây 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 đây. Rồi.
Ê các bạn, tôi đứng này để tôi phá mấy khối đi đã. À, phá khối này. À. À, mình sẽ phá những cái khối đứng đầu đi. Đó. À. Vậy là nước đã chảy hết vào đây này. Đó. À. Và như vậy là bọn nhện khi rơi xuống nó bị đủ hết vào trong này. Và sau khi xuống đây thì sẽ có thêm hai cái ô nước ở dưới này và đẩy bọn nó xuống cái này để mình farm. À, hợp lý không anh em? Ok các bạn ạ, thì tôi có nhận ra đó là tôi không có đủ bạc để làm hopper anh em ạ. Nè, tôi nghĩ là chắc là tôi sẽ phải đi lên trên để tôi lấy một chút bạc. Ok các em nhá, anh đợi tí nhá. Ok các em ạ, tôi đang nung bạc đây. À, 13 bạc rồi, tôi cần làm 3 cái hopper thôi, 3 cái phễu thôi. 13 bạc à, mình cũng sắp đủ rồi đấy, thêm 2 cái bạc nữa là đủ rồi. Để tôi làm cái rương các bạn. Muốn làm cái phễu thì cũng cần cái rương. À, thần cây này. 3 cái rương là được. Thế này thì mới được có 2 cái. Yeah. À, thêm cái nữa nào, làm tí gỗ. Rồi ok các bạn. À, bây giờ tôi sẽ làm 3 cái phễu. Phễu 3 cái. Rồi. Đấy, sau khi mình có 3 cái phễu rồi thì mình sẽ đặt phễu này các em ạ. Nãy là tôi cũng đã đào và tôi xây cái đường để tôi chạy lên cái chỗ này đấy. À, thì ta sẽ đặt nó chiếu ở bên này. Đặt đây này, xong ngồi xuống ấn cái vài này này. Đó. Đặt như vậy để cho các cái phễu chúng con chiếu vào nhau anh em ạ. À, chúng có chiếu vào nhau, sau đó thì mình đã đào bên này đi. Rồi mình đặt ở đây một cái rương nữa anh em ạ. À, đặt ở đây thêm một cái rương. Tôi lên tôi làm cái rương đặt vào anh em ạ. Rồi cái rương làm cái rương to luôn đi nhỉ. À, đây này. Hai cái rương. Ok. À, đâu vậy? Từng đi đâu vậy? Rồi đặt vào đây các bạn. Rồi các bạn. Đó. Chúng ta đã ok cái phần ở đây anh em ạ. Vậy chúng ta sẽ cần những tấm slab anh em ạ. Đó, thì anh em muốn làm những tấm slab ấy thì anh em có thể làm bằng cái này cũng được. Dùng cái này làm cái này cũng được. Đó. Hoặc là anh em dùng cái máy cắt đá này. Đó. Cái máy cắt đá này làm cũng ok lắm. Này, làm cho anh em xem. Em đặt đá vào này. Á, à, xong anh em chọn. À, hợp lý luôn nhỉ. À. Bao nhiêu là đủ nhỉ? Tôi nghĩ 10 cái là đủ đấy nhỉ. À, chúng ta sẽ, à đúng rồi, chúng ta cần làm cái chap đo nữa. Cửa. À, chúng ta bật wiki mới được. Mình muốn làm chap đo thì chúng ta chỉ cần làm cái này là được anh em ạ. Đây này. Đấy, đặt 6 ô ngang vào này. Chúng ta cần đúng 6 cái chap đo anh em ạ. 6 cái là đủ rồi. À, xuống đặt thôi. Đây. Thì chúng ta sẽ, à nhưng mà đầu tiên chúng ta phải đặt nước đấy anh em nhá. Đây, đầu tiên chúng ta phải đặt nước vào vào cái hai cái ô tôi đã phá đây này. À, một cái vào đây, cái vào đây. Đấy. Xong bây giờ chúng ta sẽ đặt cái chắp to này. Đặt cái cửa chứ anh em ạ. À, nào ta. Đúng rồi, tôi nhớ rồi. Đây, đã đặt cái chắp to vào đây này. 1, 2, 3. Đó. Và cái này chúng ta đặt vào đây này. Đó. Đặt ngang lên như này. À không, đây. Mình đặt xuống một ô anh em ạ. Đây. Đó. Xuống như này. Đấy, xong lại đặt này lên. À, hình như là tôi bị thiếu mất slab rồi. Tôi lên tôi làm thêm một chút anh em ạ. Đây rồi. Đó, chúng ta sẽ làm thêm một chút nữa. Cái tiếng cái máy cắt đá này cũng hay phết nhỉ. Đó, xuống thôi. Đấy, chúng ta sẽ đặt nó ở bên trong này anh em ạ. Đặt nó ở bên trong. À đúng rồi, nó còn bên trên nữa. Tôi phải lấp lại cái bên trên này nữa anh em ạ. Bởi vì bên trên này nó hơi rộng. Nó rộng bên này là nhện nó qua được đấy. Nguy hiểm anh em ạ. Đấy. Lấp lại như vậy. Rồi. Đó. Xong bây giờ chúng ta sẽ đặt cái ấy này. Slab này. Đặt vào đây này. Mấy 1 này. 2 này. 3 này. Đó. Đặt như vậy. Đó. Ở đây nữa anh em ạ. Đấy. Hợp lý luôn. À, sau đó đặt cái chắp đo vào đây. Ấy, ủa ôi, hợp lý ở đây các em ạ. Đấy, thế này là đủ để mình đứng farm ở đây các em ạ. Quá ngon. Ok các em ạ. Ok. Đấy, bây giờ thì tôi đã hoàn thành vào đây đúng không? Nếu mà theo như tôi nhớ là mình làm đến này là mình hoàn thành rồi. Để tôi vứt thử một cái đồ vào trong này xem nó có chảy xuống cái ấy không nào.
Ơi mèo. Mèo ơi. Tránh các mèo ơi. À ui, có số anh em ạ. Rồi, ngon này, ngon này. Bây giờ tôi sẽ vào trong cái phòng và bây giờ nó mới, bây giờ là cái phần cuối cùng và nó cũng là cái phần nguy hiểm nhất đấy các bạn. Bây giờ tôi phải vào trong cái phòng này. Đó. Và tôi phá những cái đuốc đi để cho nhện nó spawn ở đây các bạn. Và cái phần này là một trong những phần rất là nguy hiểm anh ạ, vì nếu mà chẳng may mà mình chết cái là thốn lắm. Đây, tôi phá xong rồi tôi đã chạy vào đây và sau đây tôi xây đá, tôi thoát anh em ạ. Phải làm nhanh anh ạ, vì là làm chậm là mình đi bụi đấy. Rồi, nào. Phá mấy cái trên tường cái đã. À, đây, rồi bây giờ mình phá. À đúng rồi, đúng rồi. Thì mình còn đặt một cái cột ở trên này nữa này. Đó, cột như vậy nữa. Phá cái trên đi này. Rồi, đặt cái này. Ủa, nhanh. Ủa, trốn. Ui dồi ôi. Ủa, ôi, cút. Ui dồi ôi, đau ơi các bạn. Ghê các bạn. Đấy, khá là nguy hiểm. Nhưng mà cuối cùng thì tôi cũng hoàn thành rồi các bạn. Hoàn thành rồi. Ui dồi ôi. Hoàn thành rồi, được rồi các ơi. Có máy pháp nhện rồi. Anh em phải thấy là chỉ ăn độc có một phát thôi mà tôi mất đến một nửa bình ấy cả. Khá là tốn máu đây các em ạ. À, tốn máu đây chứ nó cũng không có gọi là yếu đâu. À, để nó phá cái chỗ này ra tôi làm cái đường đi anh em ạ. Rồi, làm cho thoáng tí nhỉ. Đấy, ui ngon ngay các bạn. Đây từ từ ấy các bạn, từ từ xuống tôi test thử máy farm cho anh em xem này. Vì quá ngon, quá ngon. Sao bao nhiêu lâu của tôi đây. Ui rồi. Ui rồi. Ui rồi. Ơ, mèo ơi. Tránh ra mèo ơi. Ủa ơi. Đau anh em ạ. Mình nói chung là mình có phải cẩn thận đấy chứ không thì bọn nhện đóng. Bọn nhện nó vẫn đánh được mình đấy anh em ạ. Phải cẩn thận anh ạ. Phải cẩn thận chứ không mình chết đấy. Đau nhỉ. À ok anh em ạ. Đừng tránh ra mèo ấy. Hey, ra đây em ấy. Đấy. Đúng rồi. Đúng rồi thì em ngồi đấy nhá. Ủa ôi cái gì đấy. What the hell. Ủa ôi. Ơ. Ôi fail quá, ôi lỗi. Đặt một cái vào đây các em ạ, chắn nó vào. Ôi. Con nhện nó chui ra được cái lỗ, từ từ anh ấy. Anh họ toàn này, toàn đánh chứ không là tôi đi bụi đấy. Hồi máu lên đi nào. Chung là cũng nguy hiểm đấy các em ạ. Bởi vì là cái tầm đánh của bọn nhện này nó xa quá. Rồi, chết rồi. Đấy, thế nhưng mà mình có thể farm rất là nhiều các em ạ. Đấy, ui ngon ngay này. Đấy, với cái sợi chỉ cái này là sau này là mình cũng đổi được đồ với anh làm gậy nhá. Ui quá ngon anh em ạ. Đôi khi bọn nhện chúng nó sẽ ở bên trên anh em ạ. Đấy nó ở bên trên thì mình sẽ chém bên trên nhỉ. Á rồi. Đấy máy farm hoạt động hiệu quả quá. Được quá anh em ạ. Ok anh em ạ. Đấy thỉnh thoảng nào rảnh tôi sẽ xuống tới farm. Á bây giờ chúng ta dọn đồ đi lên trên nhà thôi. Đồ ở đây cũng nhiều nhỉ. Để tôi xem thử xem cái nào cần thiết thì tôi sẽ mang lên trên nhà. Cái nào không cần thì tôi vứt thế này. Đây cái đường ray không cần này. Kính là tôi cần này. À, vừa nãy tôi tranh thủ tôi đung kính là để sau này để tôi còn làm ấy đấy. Tôi còn xây nhà anh em ạ. Cắt kết à. Cắt kết không cần đâu. Tôi nghĩ là mình cần đá. Đó mang đá lên này được rồi. Đi thôi mèo ấy. Đi lên nào mèo ấy. Tôi yêu cái em mèo ấy ghê các bạn. Bởi vì nhờ cái em mèo nên là vừa nãy tôi thoát chết ấy. Ok đi lên thôi. Tốt quá. Thích. Bây giờ tôi sẽ về nhà và tôi sẽ xây căn nhà của tôi anh em ạ. Đấy, căn nhà của tôi thì nó rất là đặc biệt đấy các em ạ. Căn nhà của tôi rất là đẹp nhưng mà nó cũng khá đơn giản thôi. Nhưng mà rất là đẹp. Thì thôi. Mà đầu tiên là tôi cần phải dọn tí đồ anh em ạ. À, tôi cần phải dọn tí đồ sau đó thì tôi sẽ phải chặt thêm tí gỗ nữa. Bởi vì là tôi hơi ít gỗ. Mà xây cái nhà đây là cũng khá tốn gỗ đấy anh em ạ. Nên là anh em đợi tí nha. Nào mà tôi chặt đủ gỗ thì quay lại với anh em nhá. Rồi rồi anh em ơi. Tôi đã chặt xong cây ở đây các bạn. À, tôi đã chặt đây. Đấy khá là nhiều cây sồi sẫm anh em ạ. Và tôi cũng đã chặt thêm cả cây bạch dương này. Và tôi cũng đã đi giết thêm mực. Đó, để mình được cái túi mực đây. Với cái túi mực này là mình có thể nhuộm được cái thủy tinh anh em nhá.
Bởi vì là cái này là tôi làm một cái căn nhà rất là đặc biệt đấy các bạn. Đó là một thanh kiếm ấy các bạn. Căn nhà hình một thanh kiếm rất là đẹp. Đây là tôi học được từ một YouTuber ở trên YouTube anh em ạ. Ok thì đầu tiên chúng ta phải nhuộm mà đen cái kính đã. Từ cái túi mực là mình làm được cái bột nhuộm đen anh em ạ. Đó. Với cái bột nhuộm đen là mình có thể làm được cái này này. Đó. À từ từ. Làm một cái thủy tinh mờ à? Để tôi xem thử nào. Thủy tinh. Thủy tinh nhuộm á chà, thủy tinh nhuộm lá mạ. Hình như là tôi nhìn thấy có cái kính nó mờ mờ anh ạ, nó có cái kính trắng nó mờ mờ ấy. Thế là làm cái kính trắng nhỉ? Xám nhạt à, hay nhỉ? Để tôi xem thử màu xám thế nào. Màu xám mày làm thế nào? Màu đen à? Thôi thôi thôi. Làm kính màu đen cho nó ngầu anh em ạ. Mình là ấy mà. Mình là xã hội đen mà. Đúng rồi. Đấy, màu đen cho nó ngầu. Đấy, tôi có thủy tinh được nhuộm đen. Đấy, bằng cái thủy tinh em ạ. Ok các bạn, thì bây giờ thì trời sắp tối rồi nhỉ. À đấy, thì nếu mà anh em để ý kỹ thì tôi đã phá đi một cái ngôi nhà ở đây. Bởi vì tôi sẽ xây một căn nhà từ đây kéo dài tận đây cơ. Đó, bây giờ tôi phải phá căn nhà đi chứ không nó vướng em ạ. Ok, thì khởi đầu là chúng ta sẽ xây bằng cách là chúng ta phải đào những cái ô bên dưới đi đã anh em ạ. Ấy của tôi đâu rồi? Để tôi ấy nào. Ở đây này. Một này. Đó. Hai này. Tôi không có ấy à? Thôi rồi tôi đi về tôi ngủ cái anh em ạ. Sau đó thì tôi tiện tôi làm cái xẻng luôn. Tiện làm xẻng luôn. Nói ui, ấm cúng thế. Anh gỗ lâm anh nằm đi. Giường của anh ấy, nhường anh, nằm đi anh. Đấy, tôi để giường cho anh Golem anh nằm anh em ạ. Đấy, tôi nằm ở đây. Đấy. Nằm đi anh, đêm là anh không cần phải canh gác đâu. Anh Golem lúc nào cũng làm việc anh em ạ. Cực kỳ có trách nhiệm với dân làng anh em ạ. Đúng là một người đàn ông có trách nhiệm. Để chúng ta lấy bạc này. Đó, và chúng ta làm cái xẻng. Ok. Đó, bây giờ mình sẽ lên là mình đào anh em ạ, mình đào cát đi. Đó, xúc cát đi. À, ba ô rồi này, à, ba ô rồi này, bốn này, năm này, sáu này, bảy, à thì đến đây là mình cần phải ấy các bạn, đến đây là mình cần phải lấp cát vào, đây mình cần phải lấp vào, à. Chúng ta sẽ phải lấp chỗ này bởi vì chúng ta phải xây cho nó bằng chứ đúng không, chứ không thì nó có chỗ lên nó có chỗ xuống thì nó hài quá, đây đào một cục ở đây đi, à, lấp vào, rồi để tôi xem nào. Bao nhiêu rồi nhỉ? Bao nhiêu rồi nhỉ? 1, 2, 3 này, 4, 5, 6 này, 7, 8 này, 9 này, 10 này, 11 này, 12 này, 13 và 14 là đủ anh em ạ, 14 là đủ, à, đủ rồi, tôi phá cột đây đi luôn. À. Ok các bạn, mình đủ rồi đấy. Tôi đặt vào đây nào, à, tôi đặt mấy cái này vào đây. Ok các bạn, đó, sau khi mình tới đây rồi thì để tôi xem lại thử cái ảnh xem mà người ta xây thế nào anh em ạ. Ô thứ 5 là họ mở rộng qua hai bên này. 1, 2, 3, 4, 5. Đó, ô thứ 5 họ mở rộng hai bên này. Đó. Sau đó là họ mở rộng lên bên trên này. Họ mở rộng lên thế này này. Đó, 1, 2, 3. Đó, bên này cũng vậy này. Đây, 1, 2, 3. Yeah. Đúng không anh em? Sao tôi thấy nó hơi đúng mà ta. À đây 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 đây. Ô này. Ô này mới đúng, đúng không? Đúng rồi. Ô này mới đúng anh em ạ. Hợp lý rồi đấy nhỉ? Hợp lý rồi đấy. À. Tiếp bên này, tiếp là bây giờ là mình sẽ. Đây, tiếp bây giờ mình sẽ phá này anh em ạ. À, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này. À. Mình phá hết mấy cái viền xung quanh này đi các bạn. Rồi. Rồi. Bên này cũng vậy này. Có đúng không ta? Thế nhưng mà theo tôi nghĩ là đúng đấy. Đúng đấy. Không sai cái đâu. Rồi. Ok các bạn. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ cùng lắp kính vào các bạn. Ta sẽ lắp kính trước.
Thôi rồi, tiện đang có gỗ, lâm gỗ trước anh em ạ. Đấy, tiện đang có gỗ thì mình sẽ lâm gỗ vào một vài ô thôi này. 1, 2, 3 và 2 ô bên ngoài. Đó, vậy thôi. Đấy, còn lại thì cái ô này để yên này. Bây giờ mình lắp kính vào này. Đấy, cái kính màu của tôi rồi. Đó. Ok các bạn, tôi tự tin vào khả năng ấy của tôi, tự tin vào khả năng tính toán của tôi nên là tôi sẽ lắp kính luôn. Đó. Tôi nghĩ là tôi tính toán đúng rồi đấy. Đấy, cứ lắp này thôi anh em ạ. Ok các bạn, thì chúng ta phải lắp dịch lên bên trên một ô như này hả? Trời ơi. Đấy, chưa gì mới khởi đầu xây mà đã mất đi một đống kính rồi đây. Ok các bạn, không sao. Mà 14 ô là tới đây đúng không? Mà 14 ô là tới đây là đủ đúng không? Hình như là tới đây cái này đúng không? Đó, xong mình qua đây mình tiếp này. Đó, xoay cái này. Đó. Để tôi đi tôi đếm thử cái nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nó có 13 ô à? Nó mới có 13 ô anh em ạ. 13 ô thêm 1 ô cái này. Ok. Ủa ơi, vừa đủ kính luôn, ngon quá. Khá perfect anh em ạ. À mà thực ra là không perfect cho lắm rồi, vì chúng ta phải làm thêm kính để chúng ta để vào đằng sau nữa. Đây, á. Rồi, chúng ta sẽ để đằng sau cái này. Để cái này này. Đấy, ba cái vào đây. Ba cái vào đây nữa. Đó. Ok các em ạ. Sau thì chúng ta sẽ dùng cái thân cây sồi sẫm này. À, nhưng mà nó có mấy công thức rất là hay đâu của cái thân cây này anh em ạ. Theo tôi nhớ là hình như mình để 4 cục vào đây. À đúng rồi, thì mình làm ra được cái gỗ sồi sẫm. À, hay này, cái này hay này, đó. Thì chúng ta sẽ làm cái này anh em ạ. Đấy, và chúng ta sẽ làm xây chấm nó lại anh em ạ. Đấy, chấm nó lại như này này. À, rất là đẹp anh em ạ. Đấy. Đây, họ có xây cái này luôn. À, xây xây. À. Rồi. Đấy, cứ vậy thôi anh em ạ. Rồi rồi anh em ơi. À, ta xong rồi đấy. Đấy, rất là đẹp anh em ạ, rất là đẹp. Đây này, tôi lên, tôi chạy lên trên này, tôi cho anh em nhìn thử cái hình của nó đẹp lắm. Đây. Đấy, ủa đẹp chưa? Được không? À, hợp lý chưa? Mèo nhỉ? Mèo thấy sao? Em thấy sao? Ôi dồi ôi. Thích quá anh em ạ. Thích quá, ngại quá nên phải chạy đi đấy. Thì kiểu thì nhìn nhiều thì nghiện ấy. Đó, cho nên phải tránh tránh cho bớt nghiện. Đúng rồi, đấy. Khá là biết điều anh em ạ. Ok anh em ạ. Đó, bây giờ chúng ta sẽ đào xuống dưới anh em ạ. À, chúng ta dùng xẻng và chúng ta đào sâu lên dưới. Bởi vì nhà của chúng ta cũng là nhà ở dưới lòng đất luôn. Cũng giống như cái băng cơ mà tôi xây cho các anh dân ấy. Đây anh em ạ, thì đào xuống là mình sẽ đào từ cái ô này này. Đào từ cái ô này. À đúng rồi, tôi mang cái craft table xuống luôn. Bởi vì tôi còn phải craft đồ luôn chứ. Đó, tôi sẽ mang xuống luôn. À, xuống cái ô này chúng ta đào. Đào xuống 4 ô anh em ạ. Đào xuống 4 ô là mình đứng ở đây là 1 ô này đúng không? Đứng ở đây là 1 ô rồi. 3 này, à 2 này, 3 này, 4, á, à, xong bây giờ mình có thể mình đào động ra rồi anh em ạ. Đấy, ok anh em đợi tí nhá. Rồi rồi anh em ơi. Rồi, rồi. Xong tầm 15 phút của tôi. Đấy, đào rất là nhiều anh em ạ. Đấy, thực ra là nếu mà mình mà đào mỗi đá ấy, mà mình mà không có bị cát ở bên trên ấy là nó dễ lắm. Nhưng mà đang đào đá và cát nó rơi xuống ấy, nó rất là khó chịu anh em ạ. À, sau 15 phút cuối cùng tôi cũng đào rồi. Đấy, khá là hợp lý đúng không? Nhưng mà anh em chắc là tò mò là vì sao to này đúng không? Đó. To này đều có lý do cả anh em nhá. Để từ anh ạ, để tôi lên để tôi ấy cát vào cái chỗ này đã. Bởi vì là anh em nhìn cái chỗ này. Đó, nó hơi bị thừa ra này, nó hơi không đẹp. À, tôi sẽ lấp cát vào đây. À, thì mình phải cho nó ngang bằng vào chứ đúng không? Nó phải ngang bằng chứ. Rồi. Đấy, đợi tí anh em ạ. Rồi. Đào cục cái đi. Rồi. Đấy, được rồi đấy nhờ. Trông có vẻ thiên nhiên hơn đấy nhỉ. Đấy, trông thiên nhiên rồi đấy. Được rồi, đào rồi các bạn. Ui. Ui rồi. À, rồi. Ok các bạn, thì bây giờ ấy thì nó hơi to ra bên cạnh cái này ấy, là để cho mình có nhiều chỗ để mình để đồ đấy các bạn.
Chứ mà nếu mà anh em nhìn thấy, nếu mà nó mà nhỏ thẳng cũng mấy tí này thì nó bé tí đúng không, nó bé tí vậy thì hơi hơi không ổn, nên là người ta xây to ra này để cho nó có nhiều diện tích hơn. Ok các bạn, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng mà làm cái ván gỗ này, thân cây này, sau chúng ta cùng làm cái slab này các bạn. Mình có cái slab và mình sẽ đặt là để mình che những cái chỗ ấy đi. Mình che những cái chỗ mà nó bị hở ra. Đây này, ví dụ như cái chỗ này bị hở ra này đúng không, đặt một cái vào đây này. Đấy, đặt cái vào đây này, xong chốc mình lên mình đặt cát vào anh em ạ. Đấy. Đấy, sau khi mình đặt xong này anh em nhá, thì chúng ta sẽ dùng cái thân cây gỗ bạc dương này. Đấy, và chúng ta sẽ lấp xuống cái sàn, lót hết sàn là bằng cái loại gỗ bạc dương này. Đây này. Ok các em nhá, anh em đợi tí để tôi làm xong rồi tôi sẽ quay lại với anh em nhá. Rồi anh em ạ, tôi xong rồi đấy. Ôi giời ơi, anh em thấy sao? Được không? Đẹp không? Đấy. Đấy, nếu mà anh em muốn xây cái kiểu nhà này thì nó không có khó lắm đâu. Anh em xây được cái nền bên trên này, đó. Sau đó anh em xây cái nền bên dưới này thôi. Dễ, mỗi tội là anh em phải đào rất là mệt. Ok các bạn, chúng ta sẽ cùng phải làm một chút thang. Phải làm thang để mình đi lên bên trên anh em ạ. Rồi, sắp xong cái nhà rồi đấy. Đấy, quá đẹp. Quá đơn giản, quá đẹp đấy các bạn. Ván gỗ đây rồi, tôi cần cái ván gỗ này này. Đặt vào đây các bạn. Đấy, xong phá cục cái đi. Phun đồ luôn này. Đấy, đặt vào đây này. Xong đặt vào đây này. Đây, xong mình đặt hai cái slab vào đây nhỉ. Ủi ngon ngay, thông minh Ok các em ạ. Đấy, hợp lý luôn. Hợp lý luôn anh em ạ. Để chúng ta sẽ đi lên anh ạ. Và chúng ta sẽ lấy cái chắp đo. Cái chắp đo, chà. Mình còn chưa lấp cát chỗ này mà đúng không? Bây giờ mình phải lấp cát chỗ này anh em ạ. Đấy, lấp cát vào thôi. Đấy, lấp cát vào trông nó lại như như ban đầu anh em nhỉ. Không có gì ở đây hết. Đấy, đừng có đến soi mói nhà của tôi nhờ. Đấy. Lấp cát thế này trông nó sẽ hơi vuông vắn anh em ạ. Tôi hãy lấp cho nó gọi là trông cho nó hở hở ra một chút này này, kiểu trông nó tự nhiên ấy. Thì sau này có ai đến thăm nhà mình thì người ta có bớt nghi ngờ đúng không? Rồi. Đấy. Rồi. Ok chưa? Hợp lý ở đây nhỉ? Để tôi múc thêm một chút cát đây em nào, tôi múc thêm một chút cát rồi sau đó thì tôi nhét thêm vào cho nó mới lạ nào. Rồi. Đấy. Làm trông cho nó vụng về để cho để trông cho nó không hiện đại các bạn ạ. Rồi. Đấy, nó phải tên này mới ổn chứ rồi. Đấy. Đây mà. Rồi, đấy, được rồi đấy. Đấy, rất là hợp lý kìa. Tôi về để tôi lấy cái chắp to đã. Đây này, tôi rất là thích cái chắp to này này. Đấy, đẹp anh em ạ. Mà hình như là tôi cũng có cái loại đây này. Chắp to của sô-cô-la anh em ạ. Chắp to của sô-cô-la thì mới ngon, mới đẹp. Đây. Đấy, anh sắp xong cái nhà rồi em ạ. Mèo ạ. Đấy, ui dồi ôi. Được quá, tôi lên tôi cho anh em xem toàn cảnh nhà của tôi. Quá đẹp đấy các em ạ. Quá đẹp, nhà ai xây mà đẹp thế nhỉ. Ui dồi ôi. Nhầm. Thực ra kiểu nhà này không phải ý tưởng của tôi đâu anh em nhá. Nên là đây là kiểu nhà của một YouTuber anh em ạ. Không phải của tôi đâu. Đấy, rất là đẹp đấy các em ạ. Đấy, quá là xịn anh em ạ. Ok anh em. Đấy, xong cái nhà. Bây giờ tôi sẽ phải trang trí một chút anh em ạ. Thì đầu tiên là tôi cần phải về nhà và tôi cất một chút đồ đã. Ok anh em đợi tí nhá. Xong rồi anh em ơi. Xong rồi đây anh em. Đây. Tôi đã chuyển hết tất cả những cái đồ của nhà các anh dân và của cái nhà homestay mà tôi ở cùng với các anh luyện kim ấy
chuyển hết xuống đây rồi anh em ạ. Đây, giới thiệu về anh em. Đây, đây là rương để đồ lung tung anh em ạ. Và tôi dùng cái đĩa để tôi highlight cho nó. Đấy, đây là rương để những cái đồ mà nó rất là vớ vẩn. Đây, và đây là rương để khóa. Với cái hình là hình ngọc xanh anh em ạ. Ui, rất là đẹp anh em ạ. Đấy, ui dồi ôi, quá là nhiều bạc anh em ạ. Đấy, vàng thì hơi ít vậy ha. Đấy, nói chung là có mỗi bạc nhiều thôi, than thì còn được được tí, còn lại là ít ha. Đây, đây là rương để cối cấy đây. Rồi ôi, khá nhiều cây. Khá nhiều, nhiều đấy. Nhầm. Rồi, rồi, lỗi quá. Đây, đây là rương để đồ ăn anh em ạ. Đấy, tôi dùng táo vàng này tôi ấy luôn, quá đẹp anh em ạ. Ngầu, táo vậy. Đấy, vào đi táo, đúng rồi. Rất là đẹp, rất là nhiều đồ ăn anh em ạ. Khi nào đó là tôi sẽ nướng hết tất cả các đống này, bởi vì tôi còn đồ ăn đấy anh em này. Tôi còn đồ ăn này, thế nên là tôi mới chưa có nướng cái đống này anh em ạ. Ok, đây là rương để đá anh em ạ. Ô, nó loại đá rằng sau luôn này hả. Ok. À, cái này rương để đá anh em ạ. Đấy, khá là nhiều đá, bởi vì tôi đào hầm khá là nhiều mà. Đào khá là nhiều hầm. Rồi, đây là rương để đồ địa ngục. Thế mới có mỗi tí thôi. Do trước là mình đi lấy có mấy cái thạch anh Nether đấy. Không ngờ là cái này gọi là thạch anh Nether luôn. Tên khá là đẹp nhở. Tôi thấy cái này khá là xấu, thế nhưng mà được cái tên đẹp. Đây, đây là rương để dụng cụ anh em ạ. Đấy thì tôi nói thật với anh em là nhà tôi nghèo, nên là tôi chỉ dùng cái rìu đá để tôi làm cái biểu tượng cho cái rương này thôi. Là nghèo anh em ạ, anh em thông cảm. Đây, rương này là rương để gỗ. Đấy, rương để gỗ anh em ạ. Đấy, thì tôi phải để cái này ở bên này. Chứ mà nếu mà tôi mà để nó ở thẳng vào cái rương như này này, thì nó sẽ rất là khó để lấy đồ anh em ạ. Đây này, ấy khó lắm. Chẳng may là mình ấn vào đây thì nó quay cái này đấy. Vậy nên là tôi sẽ để tạm vào cái bên này để nhờ. Ok anh em nhá. Thì tập hôm nay tới đây thôi anh em nhá. Chúng ta đã xây được máy farm nhện và chúng ta đã có một căn nhà riêng của chúng ta rồi anh em ạ. Đấy, chứ hardcore là phải có nhà riêng chứ, đúng không? Ở tá túc làm sao mà được nhỉ. Ok anh em nhá, thì hôm nay tới đây thôi anh em nhá. Cực kỳ cảm ơn anh em khi mà anh em đã xem cuối video. Ok anh em, chào tạm biệt anh em, hẹn gặp lại anh em nhá.